chào Hà Linh, chào anh. Em đang là hay em đang cầm quyền gì? Em cầm quyền gia đình yêu dấu, còn anh cầm quyền gì đấy? Anh cầm quyền quan yêu trai, còn Linh cầm quyền gì? Thế quyển này nói gì, nói về gì? Như là cái quyển sách này, tất cả những cái quyển sách này đều được viết bằng thơ đúng không? Đúng rồi. Vậy thì em thích bài thơ nào nhất? Bài thơ trường em đó. Em có thể đọc thử lên cho anh với chị nghe được. Nhưng mà em thấy hình như cả ba quyển này đều trong tục sách yêu thương đúng không? Đúng rồi, con này nhớ phết đấy. Thế tục sách của em nó về cái gì? Tục sách của em nó về tình cảm trong gia đình. Tức là tất cả mọi người trong gia đình chứ không kể riêng ai của ông như con của cha. Đúng rồi. Vậy thì em có thể đọc được một bài thơ trong tục sách này không? Thế là chị đọc chuyện đi. Em đọc nha, chăm chị. Bố còn canh giữ đạp xa, mẹ đi dạy học ở nhà có em, tăng em trường mát em dịu em, thuốc đây chị uống cho thêm khỏe nào, ngoài sân thắm đỏ hoa đào, biển xanh bố cũng chào xuân sang. Làm sai rồi em ạ, câu này phải là biển xanh bố cũng đang chào xuân sang nhá. Thì đây là anh thấy cái bài này có được tình cảm chị em ấy. Thì Linh nhá, từ giấy mẹ đi làm chị bị ốm ở nhà phải chăm chị nhá, với lại em còn thấy hai đứa cãi nhau á. Thì đây quyển sách của anh nói về tình cảm giữa cha và con, và nó cũng được diễn bằng những bài thơ. Thì bây giờ anh xin phép đọc bài thứ nhất, do bài yêu con. Con hồn nhiên chạy nhảy nơi núi đá rừng cây, bộ lông luôn bết bát đẫm mồ hôi suốt ngày. Khi nào con mỏi mệt lại lăn vào lòng cha, vòng tay cha ấm áp, ánh mắt cha hiền hòa, từng chút một cha trải sạch bụi đường trên mình con bé nhỏ bằng chiếc lưỡi thân thương. Và đây chúng ta cũng thấy, anh em thấy được không? Đấy có hai con sư tử, sư tử con và sư tử bố. Anh ta là sư tử sư tử không? Anh chỉ nhầm. Em nói hơi nhanh nha. Bọn em chẳng nghe kịp gì cả. Đọc lại đi anh. Anh đọc lại nhá. Yêu con. Đấy, câu chuyện về một chú sư tử con, một chú sư tử cha. Con hồn nhiên chạy nhảy nơi núi đá rừng cây, bộ lông luôn bết bát đẫm mồ hôi suốt ngày. Em đọc được vừa. Không chậm quá, không nhanh quá. Khi nào con mỏi mệt lại lăn vào lòng cha, lòng tay vòng tay cha ấm áp, ánh mắt cha hiền hòa, từng chút một cha chạy sạch bụi phiền trên mình con bé nhỏ bằng chiếc lưỡi thân thương. Thì anh thấy đây có cái cuốn sách này đều là cuốn sách rất là hay, và nó có thể dạy chúng ta những cái bài học đắt giá. Và như chúng ta thấy thì gia đình là nơi tuyệt vời nhất. Mỗi em bé kể cả anh vì anh cũng vẫn bé, thì chúng ta là một thiên thần đối với bố mẹ chúng ta thôi. Đấy, thì chúng ta luôn được nâng niu bởi tình cảm của cha mẹ, nên là chia sẻ cùng một buổi cùng với mọi người, nên là chúng ta phải biết ơn họ và hãy yêu thương lại họ kiểu thế, giống như cái bài thơ em chăm sóc chị của em vừa đọc ấy. Đấy chị kiểu vậy. Thế thì chúng ta hãy cùng nhau cảm nhận tiếp những cái bài thơ trong cuốn sách này nhá. Đồng ý Đồng ý hợp lý. Yeah, yeah. Bye bye, bye. Tiếp đây.